Thưa các đồng chí và các bạn, đại dịch COVID-19 đã và đang tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến hoạt động đời sống xã hội, trong đó có hoạt động của học sinh sinh viên. Thời gian qua, với tinh thần chống dịch như chống giặc, tuổi trẻ phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum quyết tâm cùng các cấp, các ngành chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, video tuổi trẻ phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum vượt qua nỗi sợ nCoV kêu gọi mọi người nâng cao ý thức, nâng cao sức khỏe, đoàn kết chung tay cùng cả nước chống dịch. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có COVID. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. COVID. Chung tay đánh bay COVID. Cùng chung tay đánh bay COVID. Cùng chung tay. Cùng chung tay. Cùng chung tay. Cùng chung tay đánh bay COVID. Yeah.